Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cái khung máy tách hạt ngô mini. Đi kèm cái máy thì nó có một cái phễu, có sẵn 4 cái lỗ. Mình lắp vào đây. Đấy. Sẵn 4 cái lỗ. Và đây cu doa. Cu ly trên máy thì đã có sẵn. Một cái cu doa đi kèm. Ở đây thì mình có thể lắp động cơ điện là 1,1 kW hoặc là động cơ xăng cho tiện. Đây. Thực ra thì cấu tạo của nó thì cũng không có gì là phức tạp. Bên trong của nó có một quả lô quay. Chân thì có thể dịch chuyển ra, dịch chuyển vào con ốc này nhé, để có thể cho nó vừa mới lại motor hoặc là động cơ này. Cái ốc này có thể di chuyển rất là linh động. Đằng sau của nó thì nó có cái lớp, thì thông thường mình sẽ để cái lớp thứ hai. Đây là cửa ra. Các bạn có nhu cầu muốn mua thì xin liên hệ mình theo số điện thoại là 0971 709 263. Xin cảm ơn.